Xin chào mừng quý khán giả đã đến với giải đấu EASL, một sự kiện bóng rổ giải vô địch Đông Á mùa giải năm 2024-25. Nhưng sau đó thì Việt Kiều tiếp tục có được quyền kiểm soát bóng, và đó là tình huống ghi 3 điểm rất hay khởi đầu trận đấu này. Tình huống tấn công của Đức Sâm. Xử lý rất tay của Hoa Kỳ. Một tình huống đánh lượt tốt. Chris Newsom với tình huống ném 3 điểm, và đó là pha xử lý chính xác của người đội trưởng. Coley tiếp tục lại là điểm số được mang về từ Coley. Coley sở hữu chiều cao rất ấn tượng, 2m06. Những bước di chuyển rất hay của số 14. Cú ném từ góc không đổ, thành công của Rio Kiều. Cơ hội dành cho Kwame, cũng là người đã chơi hay ở vị trí trung phong trong trận đấu mà Merakubo đánh bại Macau Black Bear. Hình của họ đã trở về an toàn. Tiếp tục lại là một cú ném 3 điểm không thành công nữa, và lần này thì Merakubo đã mang về điểm cho mình. Và tranh chấp bóng thành công của Denham. Lỗi quý vị vừa thực hiện là Alex Kurt, và thành công. Và bóng qua của Alex Kurt, và cầu bầu lại để bất bóng trong khu vực tấn công của mình. Và đó là tình huống bóng rổ thành công. Và bây giờ là cơ hội tấn công, nhưng mà cầu bầu lại một lần nữa để bất bóng. Số 10 Arakawa đã bắt bài và có một tình huống. Chris Newsom. Alex Durham đã thành công mang về điểm cho Merako. Rất rõ về câu lạc bộ này. Uematsu, 3 điểm dành cho Rio Kiều. 28-20 và lúc với điểm trung bình là 19 trong mỗi trận, và có hơn 10 lần rebound thành công trong mỗi trận đấu. Vừa rồi làm cú này. Tình huống ném rất hay của số 18 Jack Coley. 2 điểm nữa dành cho Rio Kiều. 33 so với 22 rồi. Cách biệt đang là 10 điểm. Và đó là tình huống mang về 3 điểm của Alex Durham. Lại thêm một tình huống ném 3 điểm tuyệt vời nữa. Đó là 2 điểm. Nỗ lực của Đơm, và cuối cùng thì anh cũng đã thành công. Cú ném 3 điểm của Rio Kiều Kishimoto. Nỗ lực của Kennedy. Kennedy lên rổ thành công. Công đang thuộc về đại diện của Nhật Bản. Cú chuyền bóng đập đất và Alex Kurt.
Kishimoto đang kêu gọi sự trợ giúp của người đồng đội và anh đã đánh lạc hướng với đường truyền dành cho Alex Kurt một cách vô cùng bất trở lại dành cho Masuaki. Tình huống tấn công của Jack Cody và đó là một tình huống ném rổ. Bây giờ Kobe vẫn đang có bóng và những nỗ lực rebound của đại diện Philip liệu có phải là tình huống tấn công trực diện hay không? Pha xử lý tốt của Victor Lo. Newsom và di chuyển xoay người của Deuce Cloney nhưng bóng đã bật rổ. Chuyền cho Banchero và đây là tình huống tấn công của Alex Röhm. Bóng được ngay lập tức đưa đến cho Veracobo đang chơi tốt hơn ở trong thời gian vừa qua và đó là một tình huống ném rổ. Kyokyo đang có bóng vào lúc này. Victor Lo tình huống ném 3 điểm thành công, lại là một pha xử lý tuyệt vời nữa. Tình huống ném bóng trên không của Kennedy. Kennedy lên một điểm nữa của Kennedy. Đó cũng là một tình huống phòng thủ tốt. Dunham. Kennedy với cơ hội ném 3. Và đó là tình huống 3 điểm nữa của Kennedy. Tỏ. Tình huống tấn công của Victor Lo. Pha đệm bóng một tay. Đang chờ tới những giây cuối để tấn công. Không cần phải quá nóng vội. Và đó là tình huống xử lý tuyệt vời nữa. Kennedy. Pha xử lý tuyệt vời của Kennedy. Cú ném rất ngọt nữa của Kennedy. Bây giờ đợt lấy bóng của Ryokyu. Tình huống lên rổ rất cao của Uematsu. Vẫn còn thời gian cho Merakobo. Kennedy vừa có một tình huống lên rổ thành công và di chuyển rất thông minh của Alex Durham. À, bây giờ thì quyền kiểm soát bóng thuộc về Ryokyu. Cooley rất dễ dàng. Bounce bằng với hiệp thi đấu đầu tiên nơi mà họ đã tạo ra được cách biệt với Miracobos. Ở đó cũng chính là lý do mà họ rebound dành cho Miracobo. Vẫn là số áo số 19. Kinto đã mang về điểm thành công. Miracobo đang có bóng vào lúc này. Kinto một lần nữa lên rổ để mang về 2 điểm cho đội của mình. Cách biệt lúc này cũng chỉ là 3 điểm và người thực hiện là Alex Durham đã không thành công. Như vậy là chiến thắng đã ở lại với Ryokyu Golden Kings.